vâng gửi lời chào toàn thể anh em làm thợ bị trồn trên mọi miền tổ quốc. hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là về cái năm cái mẫu cạm kiềng đang bán chạy nhất nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì ở cái đầu video này em vẫn giới thiệu cho anh em là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những mẫu cạm kiềng nhé. Và ở cuối vụ của năm 2023 em có một cái chương trình chiên khách hàng giảm giá tất cả những cái sản phẩm từ cái mẫu cạm 9 này, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 và 33 anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đang tải lên. Đấy. Bây giờ là cuối vụ rồi nhưng mà anh em ủng hộ bên em cũng rất là nhiều. Đấy, em cũng rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Chúc anh em là có một cái sức khỏe dồi dào và bẫy được nhiều thú nhất của năm 2023. Đấy. Còn là về đây là về những cái đơn hàng đây. Đấy. những cái đơn hàng em cũng tiện là em quay luôn. Thì bây giờ là nhà em ấy là bán đa số là anh em sử dụng em thấy là bẫy chuột thì đã cũng đã là hết mùa rồi đến cái vụ mà anh em sử dụng cái mẫu cạm 12 14 16 18 rất là nhiều và đây là bốn cái mẫu cạm kiềng thì em cũng tiện là quay giới thiệu cho anh em luôn và cái mẫu cạm kiềng 12 cm đây em sẽ quay giới thiệu cho anh em là về mẫu cạm kiềng 12 cm nhé tất cả những cái mẫu cạm kiềng bên em cung cấp ấy là đều là loại một để đảm bảo cho anh em là anh em sử dụng rất là bền anh em sử dụng 575 cũng không bao giờ bị hỏng được cạm kiềng loại một anh em thấy cạm rất là bóng như này và cái mẫu cạm 12cm này thì phục vụ cho anh em là những con bẫy con trồn, con thú từ khoảng 3-4kg đổ xuống nhé. 3-4kg đổ xuống. Em cũng giới thiệu ở rất là nhiều những video trước rồi. Video này thì em chỉ giới thiệu qua thôi. Về bốn cái mẫu cạm kiềng này. Cái thứ nhất là về mẫu cạm 12 này. Phục vụ cho anh em là bẫy trồn, bẫy thú từ 3-4kg đổ xuống. Còn về tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh em là về cái mẫu cạm kiềng 14cm. Mẫu cạm kiềng 14cm thì phục vụ cho anh em là bẫy những con trồn, con thú khoảng độ tầm 5 6 kg đổ xuống anh em nhé Và những cái cạm kiềng này thì khi mà anh em mua thì em sẽ tặng cho anh em là những cái lợi ý. Nhưng mà bây giờ năm nay là anh em sử dụng là anh em làm thêm những cái bàn đạp này là rất là nhiều. Tại vì là giá của một cái chiếc bàn đạp này cũng rất là rẻ thôi. Giá một cái chiếc bàn đạp này là 1 000 đồng Em chỉ lấy tiền tôn thôi không lấy tiền công của anh em. Nên là đa số là anh em đã sử dụng là anh em đặt là anh em đặt luôn cả cái bàn tôn xanh này luôn. Và anh em cũng là đặt cả cái dây phanh dây thắng xe đạp dây phanh dây thắng xe đạp thì em cũng báo giá luôn là chỉ là 2.000 đồng và cái công dụng của nó là rất là cao là khi mà anh em sử dụng bẫy thì anh em sẽ buộc vào cạm và buộc một chỗ cố định để đảm bảo cho anh em là con thú nó sẽ không tha được cái cạm của mình đi Đấy là về cái dây phanh là 2.000 đồng còn nào về đây là tiếp tục là em muốn giới thiệu cho anh em là về cạm kiềng 16 cm anh em thấy này và tất cả những cái dãy cạm kiềng đây anh em nhìn Đấy, răng cái nào cũng rất là khít luôn Đấy, khi mà gửi đi cho anh em đây anh em thấy này cái răng rất là khít còn và đây là cái mẫu cảm kiềng 16 cm thì phù hợp cho anh em là bẫy những con thú con trồn từ 8 9 kg đổ xuống là anh em sử dụng cái mẫu cạm 16 cm đây. Đấy, mẫu cạm 16. Và cái mẫu cạm cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh em là về mẫu cạm 14. À em xin lỗi 18 cm. phục vụ cho anh em là bẫy những con trồn con thú khoảng 12 13 kg đổ xuống thì anh em sử dụng cái mẫu cạm 18 cm. về cái bốn cái mẫu cạm kiềng mà em muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Em xin nhắc lại một lần nữa là Bây giờ là em có một cái chương trình chiên khách hàng giảm giá tất cả những sản phẩm cạm kiềng đến dây phanh dây thắng cộng với là bàn đạp là em đều giảm giá anh em mà mua cuối vụ này thì lúc nào cũng được là giá tốt nhất anh em mà có nhu cầu thì anh em alo trực tiếp cho em còn nào bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây để em đóng hàng gửi đi cho khách em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau